Thì tiếp tục một cái video mình chia sẻ với mấy anh em về cái cây hải châu của mình và những cái bệnh thường gặp trên cây hải châu này. Thì mình để nó xùm xơi như thế này và để cho nó thấy được cái bệnh của nó như thế này để anh em mình biết cách khắc phục, và mình sẽ khắc phục cho mấy anh em sau ha. Mình chỉ anh em về đây, đang xanh tốt đây, nhìn nó đang hấp hối ha, một màu là vàng lá, không phát triển đọt bị cùng. Đây là hiện tượng của cây hải châu, nó bị si. Nó si là về thứ nhất thiếu chất, thứ hai bộ rễ yếu, và thứ ba là cái điều kiện nắng của nó thiếu nắng. Thì anh em mình nhìn lên, lúc đầu tiên đây có một cái cây đào à, nó xỉa qua nó chi. Thì bây giờ mình nhờ người ta chặt cây đào này rồi ha. Rồi ok mấy anh em, thì nó có ba bốn cái điều kiện như vậy. Thì giờ mình khắc phục như thế nào anh em mình xem. Thứ nhất mình em mình nhìn vô chậu đây, anh em mình nhìn thấy là nó là cái chậu trồng phôi, cho đến bây giờ thì nó chỉ có một vài cái bịch phân li ve, cho nên nó chưa có trộn một chiếc xơ vô gì nhiều, và tay cành của nó chưa có thường tỉa cắt. Cây này cũng vậy, anh em thấy ha, không có phân gì hết đó, nó thiếu phân, thiếu chất dinh dưỡng ha, và nó bị mắc rập mát ha. Thì giờ mình khắc phục như thế nào, khắc phục làm sao để cho nó được đẹp đẽ và xanh tốt như thế này. Đây anh em thấy trong này nó là tỷ lệ đất với xơ dừa ha, nôm đế nôm rễ lên ăn phân rất là nhiều gam ghim trong này. Thì như vậy cây nó phát triển và nó ở ngoài né ra cái đường đường này ra là ở ngoài là nắng đầy đủ đó. Rồi quay lại hai cây này chia sẻ với mấy anh em cách khắc phục. Đầu tiên mấy anh em mình nên nghe lời bonsai vn, chúng ta phê một ít thuốc Etonic cho 20 lít nước một gói, chúng ta tưới cả vườn luôn. Thì mình chỉ tưới cho hai thằng này một ca thôi, một tuần tưới 1 lần, tháng tưới 4 lần, chúng ta tưới trong vòng khoảng 2 tháng bảo đảm nó phục lại. Thứ nhất tại sao dùng thuốc Etonic, thứ nhất là cây này đang có hiện tượng yếu rễ mấy anh em, khi bộ rễ yếu thì nó cây nó sẽ bị như vậy. Sau quá trình là 2 tháng chúng ta tiến hành, chúng ta cắt gọt hết, có nghĩa là chúng ta cắt gọt hết, chúng ta chỉ cắt luôn, cắt bỏ hết, bấm bỏ hết những cái tay chi, những cái cành của nó, cắt bỏ hết, cắt gọt hết, và chúng ta làm như phôi vậy đó. Và sau đó nó sẽ đâm ra những cái mục non mới mới nha, đâm ra những cái mục non mới nha đó. Thì ít bữa nữa mình sẽ cắt, mình sẽ làm video cập nhật cho mấy anh em ha, cắt hết. Khi mà anh em mình tưới thuốc Etonic vô thì lúc này khi mà thấy nó đâm tược, chúng ta cắt bỏ hết đi, bởi vì cái cây này là nó chưa được vệ sinh. Có nghĩa là giống như là nó đang là một cái cây gọi sao đây, gọi sao đây diễn tả anh em hiểu, là giống như là nó là một cái cây nhìn nó là ở giống như ở rừng mà nó bị mắc rập, bị hư. Có nghĩa là nó nuôi nhiều nhánh quá mấy anh em, nhưng nhìn nó thấy nó không có ra sao hết, nó cũng không có vô một cái thế gì hết, lá cành tùm lum, nó nuôi tùm lum tùm la hết ha. Cái cây của mình nó không có đi đúng một cái quy trình quy cách như cái cây này. Thấy cái cây này nó lên sùm xê, nhưng mà trong đó nó có tay tán đi đầy đủ hết rồi ha, mình chỉ bấm giật thôi và mình sẽ ăn phân đầy đủ. Còn cái hàng này, thứ nhất là cái chất trồng nó khô hạn, khô càng hết, nó thiếu chất dinh dưỡng, là nó thiếu nắng, bị cái chi cây mắc rập nè. Mình mới nhờ người chặt cái đọt kia ha, cái đọt xỉa bên kia, đọt xỉa ở đây, chặt rồi, chặt đây luôn. Thì anh em mình lưu ý ha, là chúng ta sẽ xử lý như vậy. Đó là thứ nhất, tưới thuốc Etonic trong khoảng 2 tháng, sau đó cắt hết tất cả những cái cành cây, những cái này, cây này nó không có bị con gì trên này nha, anh em lưu ý nha, nó chỉ không có bị con gì trong này. Nghĩa là không có cái con rịp con rầy gì tấn công nó hết, bản thân nó chỉ bị vàng lá thôi, nghĩa là nó bị yếu sức, yếu chất dinh dưỡng nhiều quá, mình mới ép chậu vô mình không có sen. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành khắc phục, làm video cho mấy anh em. Một cây cánh sen, một cây hạ châu núi lá dài. Thì đây anh em mình làm theo nha, cái cách khắc phục rất đơn giản giản ha. Thì sau này mình sẽ bấm hết những cái này để nó sẽ nuôi một cái đợt nào đó thôi, nó dồn lực nó nuôi một cái đợt nào đó, ăn phân đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm anh em cây sẽ phát triển. Anh em mình thấy tưới thuốc Etonic bây giờ nó nứt cái đợt non lên nè, đó thằng này cũng nứt đầu non nè, mà nó mới cùi à. Đang nứt sơ sơ mấy cái đây đợt đó, những cái dấu hiệu đó thì đây, nứt những cái dấu hiệu đây, những cái dấu hiệu nước đột non này, anh em thấy không? Thì tiến hành lặt hết, bấm bỏ hết và bảo đảm anh em sẽ phát triển lại như bình thường. Đó là một cách chúng ta vệ sinh cái cây của chúng mình. Bây giờ cái cây của mình nó có nghĩa là nó quá là ghê gớm đi,
cái là nó mất sức hết, nó không có một cái gì mà chắc dinh dưỡng. Và anh em xem tiếp cái cây này cũng vậy, anh em thấy không? Khi vô chậu mới đế rễ nâng lên thì những cái rễ đế này nó bị hư hết, cắt bỏ hết, và chúng ta sẽ làm lại khi mà tưới đủ thuốc Aegis để kết rễ thì nó sẽ phát triển. Còn những cái cành này nó bị hư bị chết thì chúng ta bấm bỏ hết, thì tức nuôi dồn lực nó nuôi một cái nhánh nào đó thì nó sẽ phát triển. Ví dụ như dồn lực nó nuôi nhánh này thì nó sẽ phát triển một nhánh này thôi, anh em mình lưu ý. Và anh em mình có gì nhu cầu và không biết cây hay châu cứ liên hệ về Bonsai VN nha. Số điện thoại 093 241 1987 nha. Xin cảm ơn mấy anh em. Thì mùa này ở ngoài Hà Nội rất lạnh, anh em mình chơi cây hải châu lưu ý ha, nhớ chăm chút nó cho nó đàng hoàng chút, tưng tiêu nó một chút. Xin cảm ơn mấy anh em đã xem video.